này được sao? Anh sai rồi. Cái gì càng khó thì tôi càng thích. Sầu riêng tí gì? Em tới anh đây. Trời đất ơi, cái nhà của mình. Trời ơi, cái bản phanh cuồng nó thật sự đáng ghét, thật làm cho nhà của mình hư mất tiêu luôn rồi. Mình đã cứu được mọi người trong lễ chính tôn, nhưng mà cái nhà của mình thì không có ai cứu cả. Trời, lắp cái nhà lại thôi nào. Trời ơi, cái nhà của tôi vậy mà nó bị phá hủy hoài, không hiểu luôn á. A few minutes later. Hai, cuối cùng cũng đã sửa xong căn nhà này rồi các bạn ơi. Mệt muốn chết gì đó. Hai, hôm nay là mình được xả stress rồi, mình đi chơi rồi nào. Hai, ui, dạ, ui, dạ, ui. Hai chị, wow. Hai chị hôm nay đi đâu mà mặc đồ đẹp với người ta? Chắc là đi hẹn hò rồi đây. Nói gì kỳ cục vậy? Ủa, ông qua ông ngủ tôi đi tiệc của ông mà kêu tôi mặc đồ đẹp lên mà. Ủa cái gì? Là sao? Tôi có ngủ ông hồi nào đâu, bị khùng hả? Ờ, chuẩn bị lẹ lên ở giữa làng kìa. Ủa, là sao tôi chưa hiểu gì? Ủa, là sao vậy các bạn? Tự nhiên tôi mới sửa nhà chứ tôi có mời tiệc gì đâu ta. Wow, ở đằng kia là một cái đám cưới kìa các bạn ơi. Ủa, ai trong làng này đám cưới hả ta? Lên đi sầu riêng, lên đi. Ủa, sao mọi người hôm nay mặc đồ đẹp dữ trời? Ủa, cái này là sao? Ủa, thì tôi không hiểu gì hết trơn vậy. Trời đất ơi, hôm nay là một ngày trọng đại với ông mà ông đi đâu trễ mà còn mặc đồ xấu vậy sầu riêng? Đúng rồi đó, đồ xấu thiệt chứ. Không có đồ, tôi cho mượn đồ mặc nè. Ủa, mọi người nói cái gì vậy? Tôi không có hiểu. Tự nhiên ngày hôm nay đám cưới mà tôi có đám cưới với ai đó, sao tự nhiên mọi người hỏi như vậy? Xin giới thiệu cô dâu xuất hiện đây. Ủa, nhưng mà cô dâu là ai vậy các bạn ơi? Cô dâu chính là em nè. Cái gì? Sao bản phanh cuồng này đã thoát được khỏi cái tù đó rồi? Anh nghĩ là anh có thể chống hết được khỏi em sao? Những người như anh càng khó em càng thích. Anh không chống hết được khỏi em đâu. Cái gì vậy các được bạn? Được rồi, bây giờ ngoan ngoãn đám cưới đi em đây. Sầu riêng nữa làm gì mà ngại ngùng vậy, không hiểu luôn á trời. Trời ơi, đám cưới của nó chạy coi khùng ông trời. Sầu riêng này, trời, ông làm gì vậy sầu riêng? Vợ ông đám cưới ông mà sao ông bỏ chạy dữ vậy? Cái gì mà vợ của tôi, trời đất ơi. Bây giờ mình đã trốn lên cây rồi. Bây giờ cái bạn fan cuồng nó đang đứng ở bên dưới rồi các bạn ơi. Anh đâu rồi, anh đâu rồi? Nó xuất hiện rồi, sầu riêng. Trời đất ơi, may quá đi à. Mình đã trốn được trên cây mình nên mình không có bị phát hiện các bạn ơi. Ủa, nhưng mà cái bạn fan nó đã mất tiêu rồi. Ủa, hay là mình đã thoát được rồi sao ta? Chết rồi. Thì ra là anh ở trên cây sao? Được rồi, em cứ đỡ anh luôn. Ôi, cái bạn cuồng kìa các bạn ơi. Ây da, đây là đâu vậy? Sao tự nhiên bây giờ mình bị trốn vô cái lồng này luôn rồi? Trời ơi, nhìn như vậy có phải đẹp trai hơn không? Trời ơi, các bạn ơi, bây giờ mình mặc bộ đồ chú rể luôn rồi các bạn ơi. Ơi, mau thả tôi ra đây. Bây giờ anh sẽ không thoát khỏi được tôi đâu. Anh nhìn mọi người chúc phúc tụi mình kìa, ngoan ngoãn đây. Trời ơi, sao vậy ơi, đám của ông cái tự nhiên bỏ chạy vậy? Ê, bây giờ người ta làm vợ ông rồi, nên ông phải quan tâm người ta đó biết chưa? Ừ, đúng rồi, trăm năm hạnh phúc đó nha. Đúng rồi, chúc gia đình hạnh phúc nha. Trời đất ơi, mọi người hiểu lầm rồi, mọi người hãy cứu tôi với mọi người ơi. Vậy là Sầu Yên chính thức có vợ rồi, chúc mừng. Được rồi, bây giờ anh là chồng của tôi rồi, anh sẽ không thấy được tôi đâu. Cái gì cơ? Ôi, sao chối tại tôi vậy vậy? Ủa, gì vậy? Đi với tôi đi nhốt anh ở nhà tôi luôn. Cái gì nhốt ở nhà sao? Trời đất ơi, mọi người ơi, giúp cho tôi với mọi người ơi. Im lặng đi. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Nơi đây là đâu đây? Ủa, sao mình đang ở trong một căn phòng gì kỳ cục quá vậy các bạn ơi? Đây là đâu vậy? Sao hình của mình? Ủa, mấy cái mình đây là của mình mà tại sao lại có ở đây? Ôi, sao tự nhiên bây giờ mình bị trói lại rồi các bạn ơi? Trời đất ơi, từ, phải nhúc nhích cái... trên cái người của mình nó có nhiều cái ổ khóa luôn. Đừng có nói là cái bạn fan cuồng đó nó bắt mình vào đây rồi nha trời. Mình đâu có muốn đám cưới gì đâu trời đất ơi. Ủa, nhưng mà ở đây là mấy tấm hình gì vậy? Đây là cái tấm hình mà mình đi đá banh nè các bạn ơi. Tấm hình này là mình đi chơi mà mình chụp hình lại nè. Còn ở đây đó chính là tấm hình mà mình đi sự kiện. Ủa, nhưng mà tại sao lại có dấu ít đi? Cấm đi chơi với gái lạ. Cái gì tới bây giờ mà còn ngăn cản tôi đi chơi với người khác sao các bạn ơi? Sao các bạn fan cuồng này kỳ cục quá à? Nhưng mà các bạn ơi, các bạn có biết chị này là ai không thì các bạn hãy comment bên dưới nha. Thôi được rồi, nhưng mà bây giờ mình phải tìm cách để mình thoát ra khỏi đây các bạn ơi. Mình không có muốn ở trong cái chỗ này đâu. Trời đất ơi, mình phải lục quá rồi. Ây da, không có rồi, không có. Ây, thấy rồi, một cái chìa khóa nè. Được rồi, để tự mở ra nè, thấy chưa? Ôi, mình đã mở ra được rồi. Được rồi, mở cửa đi gái ơi. Trời ơi, chạy lên, mình không muốn ở đây nữa đâu. Trời đất ơi, gì? Câu hỏi thoát ra khỏi đây. Được rồi, mấy câu hỏi sẽ đơn giản như mình đã mở cửa ra nè. Được rồi, đầu câu hỏi đầu tiên. Con gì có mấy chừng? Ủa? Ủa, mình nhịn lâu lắm vậy đi nhá. Cái gì vậy các bạn ơi? Sao câu hỏi nó kỳ cục vậy?
con gì có mấy chân? Ủa là con gì? Theo như mình nãy giờ mình suy nghĩ suy luận như một Conan thì mình đã biết được câu trả lời rồi các bạn ơi. Các bạn nghĩ coi cái này là 4 chân, 3 chân hay là 2 chân, các bạn hãy comment bên dưới nha. Còn bây giờ thì mình sẽ giải thích cho các bạn, đó chính là con gì có mấy chân, đó chính là con dần có mấy chi. Mà con dần thì đó chính là con hổ, thì con hổ có 4 chân. Được rồi, mình sẽ chọn chỗ này thôi. Wow, đúng rồi các bạn ơi, tuyệt vời quá đi à. Ôi, mấy câu thứ hai là gì đây? Con gì có chân nhưng không biết đi. What? Lại thêm một câu hỏi hắc não dối với mình nữa sao? Sao mình biết được bây giờ? Các bạn nghĩ đó là em bé, con heo hay là con bò đây? Chứ tôi là tôi không biết rồi đó. Các bạn nào biết các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết luôn nha. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ phân tích nha. Con gì có chân nhưng mà không đi được? Thì thường là con heo là nó có chân nè, nó đi được. Con bò nó cũng có chân và nó đi được. Nhưng mà em bé có thể chỉ là những em bé sơ sinh. Thì em bé sơ sinh này mới sinh ra thì làm gì có thể đi được đúng không các bạn? Được rồi, mình sẽ chọn cái này. Hay chưa? Wow, đúng rồi các bạn ơi, tuyệt vời quá đi à. Cậu hỏi tiếp theo nào. Biển nào mà không có sóng? Trời đất ơi, sao cái biển mà nó cũng hỏi khó khăn vậy trời. Cái gì, biển Hà Tiên hả? Biển Nha Trang. Còn cái này là biển báo. Ê, khoan, từ. Tự nhiên tôi đọc tới cái biển báo thì tôi đã liên tưởng đến hay cái gì đó rồi. Hai cái biển này là hai cái biển luôn có sóng nè. Còn cái biển báo này thì chính là cái biển báo ở ngoài đường nên làm gì mà có sóng đúng không các bạn? Rồi, được rồi, này thì hắc não tôi hả? Vô nè, wow, đúng luôn rồi, wow. Câu hỏi tiếp theo, khi nào 5 bé hơn 2, 2 nhỏ hơn 0 và 5 lớn hơn 0? Really nigga? Cái gì vậy trời? Sao bây giờ nó lại là tới phép toán luôn các bạn ơi? Nhưng mà tôi là một cái thằng học cực kỳ dở toán luôn. Nhưng mà làm sao mình có thể phân biệt được? Để bây giờ mình xem thử đáp án nha. Khi đó 5 bằng 0, khi 2 bằng 5 bằng 0, hay là quảnh tù xì? Ôi mà khoan, quảnh tù xì là sao ta? Quảnh tù xì sao? À, mình hiểu rồi. Số 5 là cái bào, số 2 là cái kéo. Và số 5 thua số 2 và là tại vì là cái bào thua cái kéo. Còn số 2 nhỏ số 0 đó chính là cái kéo nhỏ hơn cây búa. Còn số 5 lớn hơn số 0 đó chính là cái bào lớn hơn cây búa. Bởi vậy mình sẽ chọn quảnh tù xì. Wow, tuyệt vời quá đi. Bây giờ câu hỏi cuối cùng nè. Các bạn đã bấm like chưa? Ui, các bạn ơi, các bạn hãy giúp cho mình với. Liệu các bạn đã bấm nút like chưa? Hay là các bạn chưa bấm? Hay là các bạn chưa bấm thì các bạn hãy bấm like cho mình để cho video này mình lên thiệt là nhiều like nha. Còn bây giờ thì sẽ vô chỗ rồi. Ôi, thì ra là cái chỗ bắt cóc của cô ta là chỗ nhà của mình luôn sao các bạn? May quá, may quá. Bây giờ mình đã thoát rồi. Ôi, bây giờ mình phải bỏ trốn chỗ khác rồi. Mình không muốn lại sinh tố này nữa đâu. Đi thôi. Ôi, chạy rồi nè, chạy rồi nè. Nguy hiểm quá. Ủa cái gì vậy? Sao tự nhiên ai gọi mình vậy ta? Ủa, alo, ai vậy? Alo, anh Sầu Riêng hả? Anh lại bỏ trốn nữa rồi phải không? Đúng rồi. Tôi không muốn ở đây nữa đâu. Bây giờ hai tôi muốn thoát cái khỏi cô. Cái đồ fan của anh đáng ghét kia. Anh có quay về không? Anh không quay về là anh đừng có trách là Nguyên lại sinh tố bị quăng xuống la bay nha. Cái gì? Bị quăng xuống la bay sao? Chết rồi các bạn ơi. Bây giờ cô ta nguy hiểm lên cô lại sinh tố của bọn mình luôn các bạn ơi. Bây giờ mình không quay về là mình có lỗi với mọi người lắm á. Sao đây ta? Tôi nói đừng quăng tôi xuống la bay mà. Cái gì? Giọng này là giọng của Hai Chi mà các bạn ơi. Không lẽ nào cô ta làm thật? Chết rồi. Bây giờ mình phải tới giữa làng mình cứu mọi người ơi. Các bạn ơi, con xong rồi bạn của mình. Ê, thay tôi đi. Tôi có biết gì vậy Sầu Riêng đâu? Tôi cũng vậy. Ai người đám cưới liên quan với tụi tôi chứ? À, bây giờ mà anh Sầu Riêng không tới, tôi sẽ quăng một người xuống la bay. Thôi, mọi người đâu rồi? À, mọi người kia có chuyện gì vậy mọi người? Tôi đi Sầu Riêng ơi, năn nỉ đó, cái con này nó phía ghế tôi luôn rồi kìa. Bây giờ anh có cưới được không? Không mà tôi giết nó đó. Lâu quá, giờ mặt tôi hả? Dừng tay lại. Được rồi, các bạn ơi, tôi, anh đồng ý mà, anh sẽ đám cưới với em. Dễ chứ quá, cuối cùng Sầu Riêng cũng đã yêu mình rồi. Trời ơi, mình đã phải đồng ý, một chấp nhận mà mình không muốn luôn các bạn ơi. Thôi được rồi, đi về với em nào. Trời đất ơi, tạm biệt Khai Chi nha. Video đến đây cũng kết thúc và cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Nếu các bạn muốn coi video khác các bạn có thể nhấn vào đây nè. Còn bây giờ là cuộc hành trình của mình với bạn fan cuồng đây rồi. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye.